Alo, hôm nay quay lại với tất cả mọi người, chào cả cả nhà. Video này thì em làm thì là một video mà chắc chắn rằng là số anh chị em xem và cập nhật sau này á sẽ rất là nhiều và nó rất là hữu ích, nên anh chị tập trung lắng nghe em nói một chút. Đừng có quên là like rồi chia sẻ hoặc là thích chia sẻ hoặc bình luận ở phía dưới giùm em ạ. Thì em đi thẳng vào vấn đề luôn, là 2 ngày hôm nay á, em và một số bạn gọi là tình nguyện viên của bên em á, cập nhật dữ liệu á, thì em cũng có suy nghĩ và khá là băn khoăn ở cái câu chuyện là có nên cập nhật hết tất cả mọi thứ trong cái danh mục những cổ phiếu mà đáng quan tâm, hay là làm một video hướng dẫn các anh chị cập nhật, các cái cổ phiếu như nào và cái phân tích, thì cuối cùng thì em mới đưa ra cái quyết định là em sẽ hướng dẫn các anh chị cập nhật. Bọn em chỉ cập nhật một phần thôi, còn cái phần còn lại bọn em sẽ bỏ ngỏ, xóa bớt đi để anh chị chủ động tự biết cách cập nhật và phân tích như nào đấy cho nó phù hợp. Bởi vì sau này không chỉ là bởi vì thị trường nó thường xuyên biến thiên, giá cổ phiếu nó hay thay đổi liên tục, và các kết quả kinh doanh sau này nó cũng thay đổi, nên cổ phiếu của ngày hôm nay nó là tốt nhưng tương lai nó chưa chắc có tốt. Vì vậy nên là em sẽ đầu tiên thì em sẽ trực tiếp luôn là em sẽ gửi các cái mail, cái file cho các anh chị nhận 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 đi nhận đi sau đấy xác nhận nhận cho em, sau đấy em sẽ hướng dẫn tiếp. Thì ngay bây giờ đây thì em sẽ gửi gửi cái file đấy luôn cho anh chị luôn. Cái file này thì đã cập nhật rồi, cập nhật cũng một phần khá là hữu ích rồi đấy. Nhưng mà em dám cam kết rằng video này thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị khá là tích cực. Đây em gửi cho anh chị luôn. Em gửi tới từng nhóm một, bởi vì hôm qua em có cập nhật gần như là hết các nhóm rồi. Đây à, em có cập nhật 4 nhóm rồi. Em đánh đánh dấu bụi đời chạy chứng với lại chứng khoán lướt sóng các thứ luôn cho nó dễ. Đây là mail quay các anh chị. Em sẽ gửi luôn cho các anh chị luôn. Anh chị mà nhận được á thì nó lại file với cho em. Em gửi cái file đầu tiên là khoảng 40 mail này. 40 mail. File thứ hai này. Thứ hai là cái bởi vì đây em đánh được tên á, không biết là nó như thế nào, nhưng mà mail này thì chờ em chút xíu em copy lại cái này anh cho anh chị. Mail này thì khoảng 30 mail ạ. Gửi cái này thì khoảng 30 mail ạ. Đấy ạ. Cái thứ ba nữa là bởi vì em ở để ở cái chế độ BCC á, để nó không bị lộ mail của các anh chị á. Cái này thì khoảng 8 email ạ. Tức là trong ngày hôm nay chắc em phải gửi khoảng 200 mail, không biết là Google nó có cho gửi không á. Mai mốt chắc phải mua một cái chương trình gửi mail á. 8 email ạ.
Thế cái này chắc khoảng 40 50 mail nữa ạ. Chắc là còn thiếu ai thì sẽ gửi sau, ngày mai ngày sau, không có là gửi nhiều quá thì nó không cho á. Ok, em gửi hết cho các anh chị rồi ạ. Đừng có quên là chia sẻ, like, bình luận cho cái video em đang trực tiếp ạ. Bây giờ em hướng dẫn cho các anh chị đây ạ. Cái file em vừa gửi cho các anh chị là cái file này ạ. Đây ạ. Đây là cái file mà em vừa gửi cho các anh chị luôn á. Thì em định tính cập nhật hết các thứ, nhưng mà em không cập nhật nữa, thì để chi để em hướng dẫn cho các anh chị các cách cập nhật. Thì ở đây là dữ liệu, em lấy ví dụ thôi, em lấy ví dụ là cổ phiếu Cotecom này, mã chứng khoán này, đây là các cái định giá của em. Nhưng mà ở đây thì em có cập nhật hết các cái vấn đề về vốn cổ phần này, EBS, PE này, PEG này, hệ số beta này, ROA, ROE này, cổ tức bằng tiền của, rồi em tính các cái tỷ lệ phần trăm này, lợi nhuận trên doanh thu này, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu này, nợ trên vốn này, nợ trên doanh thu này, các cái tỷ lệ này em tính hết luôn, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận này, tốc độ tăng trưởng doanh thu này, rồi tốc độ tăng trưởng nợ này, rồi như nợ này, rồi em cập nhật các cái doanh thu bán hàng và dịch vụ này, lợi nhuận sau thuế theo các quý này, các năm này, tổng nợ này, vốn chủ sở hữu này. Thì em cập nhật gần như là nhiều các cái dữ liệu đây lắm, nhưng mà cập nhật hết ở đây thì có khoảng 450 cổ phiếu thôi, nhưng mà em xóa bớt đi rồi. Em để vài cổ phiếu em hướng dẫn cho các anh chị về về một số các cái chỉ số này. Thì anh chị cứ theo cái file Excel này mà cập nhật vào cái KPF này. Ở đây này, cập nhật các cái dữ liệu của nó. Copy các cái dữ liệu về thông tin tài chính như này, theo quý này, theo năm này. Thì anh chị có các cái dữ liệu này vô này, đây này, các cái dữ liệu này vô là doanh thu cung cấp dịch vụ vào này, doanh thu lợi nhuận này, tổng nợ này, vốn chủ sở hữu này, rồi các cái chỉ số này thì chỉ việc là dùng công thức thì chia ra thôi, công thức chia ra thôi, đây này, dùng công thức thì chia ra thôi. Thì các cái chỉ số như EBS này nó có sẵn trên cà phê này, PE này, lợi nhuận trên cổ phiếu ạ. Tức là cái chỉ số này thì anh chị lấy cái phần lợi nhuận chia cho lợi nhuận á, lợi nhuận sau thuế á, chia cho số lượng cổ phiếu này, khối lượng cổ phiếu đang lưu hành như này. Đây này, tính là cái này, khối lượng cổ phiếu lưu hành là tính bằng triệu á, thì nó ra PE thì tức là giá giá thị trường á, hai trường đây này, giá thị trường này chia cho cái EBS này này, chia cho cái lợi nhuận trên một cổ phiếu á, EBS này này, thì nó sẽ ra cái này. Còn cái PEG tiên em hướng dẫn sau, hệ số beta thì cái này em cũng cũng cóp lại ở trên 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 này này, trên cà phép á, và tham khảo lại các dữ liệu khác nữa. Thì chút xíu em sẽ bày cho anh chị là khi đầu tư một cổ phiếu thì sẽ test chỗ nào cho nó chính xác cái dữ liệu, bởi vì nhiều khi gà phép cũng không có đúng lắm đâu ạ. Cái này em khẳng định luôn, hệ số beta này, tính các cái chỉ số này thì ví dụ như là tính ROA này, ROE này, các cái này tính được dựa trên cái công thức á, tìm hiểu lại thêm một chút, bởi vì nhiều anh chị mà nếu không hiểu tài chính thì sẽ không có. Nhưng mà em đi nhanh với vấn đề về công thức và một cái số dữ liệu cập nhật này, cổ tức này, giá trị sổ sách, khối lượng là trung bình phiên này. Sau đây các anh chị tính cái lợi nhuận trên doanh thu này, lợi nhuận trên doanh thu này, lợi nhuận doanh thu thì lấy cái cột lợi nhuận á, lợi nhuận á. Em thì em đang tính cho lợi nhuận của năm 2015 á, đây này, cột lợi nhuận đây này, à cái đây là cái nợ, cái cột lợi nhuận á, đây lấy cái cột lợi nhuận đây này, lợi nhuận sau thuế của năm 2015, đây lấy cái của năm 2015 là 666 tỷ này, anh chị chia cho cái doanh thu của nó thì nó sẽ ra cái tỷ lệ hồi nãy là lợi nhuận doanh thu đấy. Rồi chia các cái đây cái lợi nhuận doanh thu này, các cái chỉ số em đang cập nhật để anh chị sau này các cổ phiếu anh chị nghiên cứu thì cũng cập nhật theo này, ví dụ lợi nhuận doanh thu này, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu này, thì lấy cái phần lợi nhuận của năm em đang tính trên 2015, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu này, rồi lợi nhuận trên vốn cổ phần này, tức là tính cái tỷ lệ phần trăm á, xem là cái lợi nhuận của nó đạt như nào để mình đánh giá. Bởi vì thực ra đánh giá những cái này á để chi, để các anh chị để làm gì á, thì cái anh chị á là sẽ để nghiên cứu xem là cái cổ phiếu đó, những cái chỉ số này nó hiển thị như nào. Mà những cái chỉ số này nó hiển thị mà tốt tích cực thì cổ phiếu đấy nó sẽ là tốt tích cực, sau này nó là cái căn cứ để anh chị định giá và có một cái nhìn tổng quan về cái giá của nó so với thị trường hiện tại là đắt hay rẻ. Ví dụ như em nói Cotecom này, lợi nhuận trên doanh thu của nó thì tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu là đạt có 5% thôi, 5% thôi. À, lợi nhuận trên vốn 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 cổ phần á, vốn cổ phần thì mình lốt vốn cổ phần, tức là mình lấy cái khối lượng cổ phiếu đang lưu hành như này,
76,98 triệu này nhân với vốn cổ phần, là nhân với cái lúc cổ phần lần đầu là giá 10.000 á, thì ra 769 tỷ. Lấy lợi nhuận của năm 2015 là 666 tỷ. 666 tỷ mà chia cho 769 tỷ thì nó sẽ ra 87% rồi này. Đó, tức là cái suất sinh lợi của nó trên vốn cổ phần của năm 2015, em đang tính 2015, thì sau này anh chị cập nhật thêm tự theo để phân tích, để tập cái phân tích ở cái bước gọi là những người nào đang đầu tư đó, em gọi là cái hôm nay là em hướng dẫn cho anh chị, là gọi là cho những người nhập môn á, bắt đầu chơi á, bắt đầu tham gia đầu tư á, thì buộc anh chị phải cập nhật những cái file như thế này để mà đánh giá. Thì đánh giá thì đầu tiên á, em cũng nói tổng quan qua là em đánh giá, thực ra đầu tiên là em sẽ lọc, em lọc cái chỉ số ROE này, lợi nhuận trên 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 vốn chủ sở hữu á, thì nó nằm ở đây 21% này này đó. Em lọc những con cổ phiếu nào mà trên 15% thì em mới đưa vào cái danh sách những cổ phiếu để mình nghiên cứu thêm, sau đó rồi mình nghiên cứu các chỉ số khác nữa, nhiều chỉ số, nhiều chỉ báo thì ta sẽ đưa ra được cái kết luận cho nó đúng và cho nó trúng. Trên cái danh sách em gửi đây á, thì những cái cổ phiếu gọi là quan tâm thôi, chứ thực ra cũng không phải là cổ phiếu tốt gì cả, bởi vì chúng ta mỗi người á, theo em á, thì cập nhật hết cho các anh chị rồi sau đấy đưa ra một cái khuyến nghị, thì nó không tốt bằng việc là hướng dẫn cho các anh chị cập nhật cái vấn đề này, để anh chị tự cập nhật, tự nghiên cứu, tự phân tích về những cái chỉ báo này, là những chỉ báo rất cơ bản thôi, nghiên cứu những cái gọi là cái những cái sàng lọc để tìm kiếm ra được một cái cổ phiếu tốt theo 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 cái hướng để anh chị tìm, để anh chị có thể là đưa ra cái quyết định đầu tư cho nó phù hợp hơn, chứ không nhất nhất là phải theo các cái danh sách của em đang đang làm, nhưng em đang hướng cho các anh chị là cái cách làm, và em lấy ví dụ như là như cô Techcom thì nợ trên vốn của nó là 141%, thì ta lấy cái tổng nợ của năm 2015 á chia cho cái vốn của nó, đây này anh chị này, đây này em ở sau đây có những cái dữ liệu mà cập nhật hết đây này, lấy cái tổng nợ đây này, cái tổng nợ 2215 này chia cho cái vốn chủ sở hữu của nó, thì nó sẽ ra là cái tỷ lệ tổng nợ trên vốn. Để mình làm gì những cái việc đó, để mình nhìn nhận xem là, nên là thứ nhất là cái doanh nghiệp này có lợi nhuận trên doanh thu như thế nào, để biết được cái biên lợi nhuận trên doanh thu của nó, tức là tổng doanh thu thu về bao nhiêu, lợi nhuận một năm được bao nhiêu, thì tỷ lệ là như thế nào, là được 5%, ví dụ như là ngành 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 xây lắp của cô Techcom là 5% trên tổng doanh thu. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thì cái vốn chủ sở hữu là cái vốn 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 mà vốn mà hiện tại là tổng tức là tổng cái giá trị mà người ta tính của cô Techcom á, thì nó đạt là 21%. Còn cái nợ trên vốn đây, cái phần nợ trên vốn này thì tỷ lệ này là khoảng tầm 1,4 lần, tức là tỷ lệ margin là rất là thấp. Nhưng thực tế cái nợ này á là không phải là nợ ngân hàng, mà nợ này là một số cái khoản nợ do phát hành cho đối tác chiến lược hoặc là phát hành trái phiếu doanh nghiệp, và một số cái nợ này nó liên quan đến nợ nhà cung cấp hoặc là nợ những người mà đang cung cấp mà chưa thanh toán, chứ không phải nợ ngân hàng. Cô Tế Công không có nợ ngân hàng, anh chị nghiên cứu vào báo cáo tài chính sẽ biết. Cái thứ ba nữa là cái nợ trên doanh thu này này, nợ tổng nợ trên doanh thu thì tỷ lệ này có chấp nhận được không? Nếu sử dụng đòn bẩy mà ví dụ như là nợ trên doanh thu mà anh chị nhìn thấy những cái cổ phiếu mà nó kinh khủng lắm, nó khoảng 300% hoặc 400%, tức là cái phần nợ của nó nhiều hơn cái doanh thu rất là nhiều lần, thì không, cái khả năng chi trả nợ là rất là khó, bởi vì doanh thu thì ít mà nợ thì nhiều, tức là cái thằng này á, là không chịu làm, chỉ đi vay để về để ăn mà, ví dụ thế, em lấy ví dụ nhất là đơn giản như thế. Thì các cái chỉ số ví dụ như là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận này thì em tính trên công thức luôn, tính như công thức là từ năm 2012, em tính trong cho 3 năm thôi, từ 22 đến 2015. Đây anh chị nhìn cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận này, cái lợi nhuận này này, đây anh chị này, cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2012 là lợi nhuận của nó là 1.535 tỷ. À đây là tổng nợ, em xin lỗi, để em lại cái chỗ phần lợi nhuận đây ạ. À, lợi nhuận của anh chị đây, lợi nhuận năm 2012 của cô Tích Công có 218 tỷ thôi, nhưng sau 3 năm là 22 đến 23, 23 đến 14, 24, 15 thì tổng lợi nhuận của nó là 666 tỷ. Vậy theo cái công thức tính á, thì ta sẽ tính được tốc độ tăng trưởng, tức là mỗi năm tăng trưởng bao nhiêu thì đến năm 2015 nó được 666 tỷ, thì em tính ra được là bằng 45%, tức là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận rất là nhanh, mỗi năm tăng thêm 45% thì đến năm sau 3 năm thì nó tăng được lên đến 666 tỷ.
Và nếu như anh chị tính thêm đến quý 3 năm 2016 á, thì cái tốc độ này nó cũng nhanh hơn nữa, nó còn nhanh hơn nữa, nó đạt được cái mức lợi nhuận cao hơn 666 tỷ rất là nhiều. Em không nhầm thì cô tích công đến năm đến 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 cuối năm 2016 đạt 1.400 tỷ. Em biết số liệu chính xác đến 70% là quý 4 năm 2016 cô tích công đạt 440 tỷ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là bằng luôn cả năm, gần gần sắp xỉ với 2015 á, thì tổng lợi nhuận của cô tích công đến chốt sổ của năm 2016 là 1.400 tỷ. Nếu số liệu của em mà không, tức là cái nguồn tin của em là cái độ chính xác là nếu không sai thì nó sẽ khoảng ở cái tầm đó, từ 1.200 đến 1.400, và số liệu chính xác là 1.400 tỷ. Ok, thì về lợi nhuận thì đó, em tính được. Quay lại câu chuyện là em tính để cho anh chị có cái nhìn thôi, các cái cổ phiếu khác anh chị cũng làm trên cái file như thế này, cứ làm như thế cho em, là lấy cái lợi nhuận đây đây, tính các cái tốc độ tăng trưởng này hoặc là tốc độ tăng trưởng doanh thu, anh chị cũng nhìn cách tính cũng giống như tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Hai cái này em tính để làm gì, để làm gì, để tính, để em tính cái BEG cho anh chị. Đây, cái phần doanh thu á thì anh chị sẽ thấy đây này, cái lợi nhuận này, còn cái phần doanh thu bán hàng có dịch vụ năm 2012 doanh thu của nó là được 4.477 tỷ, nhưng đến năm 2015 nó đã được 13.668 tỷ. Em cập nhật đến 25 thôi, còn 26 chưa có kết quả quý tư, nhưng cuối quý tư anh chị sẽ cập nhật và tính xem cho em là sau 4 năm, sau 4 năm 22, 15, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 thì nó sẽ ra tốc độ như thế nào. Nhưng hiện tại em đang tạm tính ở năm 2015 á, thì tốc độ tăng trưởng doanh thu của nó cũng đạt được 45%, cũng đạt được 45%. Đây thưa các anh chị, tốc độ tăng trưởng doanh thu của cô Tích Công cũng đạt 45%. Ok, em hướng dẫn một cái, các cái sau thì anh chị tự cập nhật, tự làm, tự nghiên cứu. Em thấy là anh chị sẽ hiểu vấn đề hơn. Cái này thì cho người mới gọi là nhập môn đấy. Tốc độ tăng trưởng nợ. Thì bởi vì tại sao em lại ta tính cả cái tốc độ tăng trưởng nợ? Bởi vì thế này này, khi mà anh vay nợ, có những cổ phiếu á, có những công ty á, họ vay nợ rất là nhiều, tốc độ tăng trưởng nợ kinh khủng lắm, tăng 200%, 300%. Nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận không tương xứng, không tương xứng. Tức là sao, cái việc nợ này có em thì giải thích sau về cái vấn đề nợ, có nhiều dạng nợ lắm, nợ ngân hàng này, nợ nhà cung cấp này, nợ do phát hành trái phiếu này, nợ do cái gì đấy thì sẽ là tùy từng doanh nghiệp. Nhưng với cô Tích Công thì là nợ, là gọi là nhà cung cấp chưa thanh toán. Thì tốc độ tăng trưởng nợ sau các năm từ 22 đến 25 của nó cũng đạt 44%. Như vậy là ta thấy được cái nhìn, cái đánh giá thì ta sẽ thấy được cái tổng quan là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tương xứng với tốc độ tăng trưởng doanh thu và cũng tương xứng với tốc độ tăng trưởng nợ, và các cái chỉ số khác ví dụ như là nợ trên doanh thu của nó cũng thấp, nợ trên vốn thì cũng vừa phải 1,4, tức là 141% là 1,4, còn lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thì đạt 21%, lợi nhuận trên vốn cổ phần lần đầu đạt 87%. Rồi các cái chỉ số khác nữa, ví dụ lợi nhuận trên doanh thu thì đạt 5%, để mình biết được rằng là cái anh này xuất sinh lời trên doanh thu là bao nhiêu đấy, ví dụ thế. Thì tiếp theo anh chị sẽ bắt đầu quay lại sang vấn đề đánh giá về cái nhận định sau những cái dầu dữ liệu này, là trước là thô sơ cho người mới nhập môn thôi, còn nhiều các dữ liệu khác anh chị sẽ phải vào báo cáo của cô Tích Công đọc và tìm hiểu xem là đến từ những dự án nào lợi nhuận doanh thu, rồi đến từ những dự án nào, đang làm cái dự án nào, làm đến đâu rồi, hạ giang giới như thế nào. Thì anh chị vào báo cáo, thì sau này anh chị sẽ vào cà phê app này này, vào cái phần tải báo cáo này, anh chị tải cho em cái bản cáo bạch á, trong cái báo cáo thường niên á, đây này, bản này là đầy đủ nhất của từng năm, còn nó vào cái báo cáo tài chính thì nó sẽ có từng quý một. Đây này, anh chị tải cái này về đọc, nếu đã thích còn một cổ phiếu nào đó thì anh chị phải đọc và tự nghiên cứu cái chuyện em đang đang nói. Ok, đừng quên là thích với lại bình luận gì cũng được, với lại chia sẻ trên các nhóm, các zoom cho em. Ok, để em tiếp tục. Thì khi mà anh chị làm được những cái chuyện đó rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ bắt đầu đến những cái phương pháp mà em đã hướng dẫn anh chị, đó là định giá giản đơn. Đây, đây là cái định giá giản đơn. Định giá giản đơn tức là ta căn cứ vào cái EPS của cổ phiếu là 19.600, 19.600 trên một cổ phiếu, tức là lợi nhuận trên 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 vốn trên 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 khối lượng cổ phiếu á, trên một cổ phiếu á, của cổ phiếu này là 19.600. Thì theo phương pháp giản đơn thì ta nhân với 10 thôi, tức là ta lấy ví giả định là PE mà bình thường của nó là 10 thì giá của nó là giá định giá giản đơn là sẽ là 196.000, nhân 10 mà 196.000. Còn định giá theo tăng trưởng lợi nhuận á, định giá tăng trưởng lợi nhuận á, thì cái định giá theo tăng trưởng lợi nhuận thì ta sử dụng cái PEG. Đây cái PEG đây, nhìn cái PEG. PEG tức là bằng cái PE hiện tại của nó đang có là 9.09 chia cho G, tức là chia cho cái tốc độ tăng trưởng á. Thì anh chị chọn cả ba cái tốc độ tăng trưởng theo lợi nhuận, theo doanh thu,
À, theo 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 lợi nhuận hay theo doanh thu thì đều 45%. Vậy ta lấy cái PE hiện tại là 9.09 chia cho đây 9.09 đây, chia cho GG là cái tốc độ tăng trưởng 45% thì nó ra 0.2. Mà theo cái hướng dẫn của em về cái PEG thì thường thì là cao hơn 1 thì là định giá cao, dưới hơn 1 thì định giá thấp. Dưới hơn 1 định giá thấp, mà cái chỗ này thì cô tích công có 0.2 thôi thì là rất thấp, cực kỳ thấp. Ok. Tiếp theo nữa này. Tiếp theo nữa thì em đến với một cái mục nữa, đó là cái mục mà định giá theo doanh thu thì cũng vậy thôi, cũng làm như cách đó, tức là anh chị lấy cái em thì hiện tại á, anh chị nhìn thế này, 0.5, tức là em giả định rằng là ở 0.1 nữa, không phải là PEG bằng 1 nữa, mà PEG ở cái mức gọi là giá đúng á, là 0.5 thôi chứ không cần 0.1. Nếu 1 thì nó sẽ khác, nó sẽ là 400.000 một cổ phiếu cơ. Nhưng mà đó là 0.5 nhân với lại 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 cái phần tốc độ tăng trưởng là 45% nhân với cái PE hiện tại là nó sẽ ra cái này, ra cái giá theo định giá theo 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 tăng trưởng lợi nhuận, hoặc là định giá theo theo tăng trưởng doanh thu. Ok, có bạn nào đấy đang gọi điện cho mình nhé, thì chút xíu nữa mình làm xong video thì mình sẽ trả lời. Ok, thì đấy, anh chị nhìn cái tổng quan một cổ phiếu như thế, rồi sau đấy nhìn thấy này, đây này, giá thị trường của cô Tích Công cuối kết kết ngày là 178.2, mà theo các cái định giá, cả định giá trả đơn và định giá theo tăng trưởng lợi nhuận, theo tăng trưởng doanh thu thì đều là còn đang thấp hơn. Vì vậy nên là ta thấy rằng cổ phiếu này thì có thể xem xét dựa trên những cái nhận định đó. Tất nhiên anh chị hoàn toàn có thể kết hợp thêm các loại tài liệu khác nữa cộng với việc phân tích kỹ thuật để tìm ra cái điểm mua điểm bán phù hợp. Thì em lấy một cái ví dụ khác để anh chị thấy rằng là cổ phiếu đó là đắt hay là rẻ, đắt hay là rẻ. Em lấy ví dụ Vinamilk đi, đây Vinamilk, đây Vinamilk. Vinamilk thì cũng các cái cập nhật như thế, thì anh chị thấy này, ROA đây, em bôi cái Vinamilk lên cho anh chị, chờ em một chút, em bôi cái màu của Vinamilk màu màu vàng đi. Đây Vinamilk anh chị thấy này, PEG, tại sao PEG của Vinamilk lại 1.92? Thì có một lần em nói với anh chị là PEG của Vinamilk cao bởi vì là cái quy mô của Vinamilk sẽ bù lại cái PEG, và họ tức là các nhà đầu tư, cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài đang đánh giá khá là tích cực ở Vinamilk, bởi vì là một cái doanh nghiệp có cái độ độ lớn và quy mô, làm tốt những điều như sau này. ROA của nó đạt 28%, ROE là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nó đạt 37%, là rất là cao. Đây tiếp theo này, cổ tức thì cũng là tính này là gọi là cập nhật thôi, em cũng không chắc chắn. Giá trị sổ sách của Vinamilk thì lúc ban đầu thì khá là thấp, khối lượng khớp trung bình thì ok, lợi nhuận trên doanh thu, đây những cái vấn đề dữ liệu này, lợi nhuận trên doanh thu của Vinamilk là 19%, lợi nhuận trên vốn cổ phần á là 54%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 37%, nợ trên vốn rất là thấp, 31%, nợ trên doanh thu thì khá thấp luôn, 16% rồi, tức là Vinamilk rất là ít nợ. Nhưng mà anh chị nhìn cái tốc độ tăng trưởng thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của nó đạt có 10% thôi, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 14%, tốc độ tăng trưởng nợ thì không 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 cần phải bàn. Để quay lại cái vấn đề là nếu như định giá giản đơn theo cái EPS của Vinamilk hiện có là 6.49 á, thì giá của Vinamilk chỉ đáng với cái giá là 64,9% thôi. Nhưng nếu định giá theo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thì giá là 98, và định giá theo theo tăng trưởng doanh thu, tốc độ doanh thu thì là 136.51, nhưng em vẫn đang giả định là cái PEG chỉ 0.5 thôi. Đây này, công thức của em này, em ấn vào đây em thấy công thức này là 0.5 thôi, thì là 136.5, nhưng giá trị thị trường của nó đang là 126. Vì vậy anh chị sẽ nhìn thấy cái ba cái giá này để cho anh chị một cái nhìn tổng quan về Vinamilk, xem là nó đắt rẻ như thế nào. Cái này là cái nhìn thô sơ cho người mới gọi là nhập môn thôi, để anh chị biết hiểu cái chuyện này. Rất nhiều người cần những cái chuyện cần phải cập nhật dữ liệu này, thì anh chị dựa theo cái file em gửi như này, cái file em gửi cho anh chị này, đánh cổ phiếu của anh chị vào, nghiên cứu cái cổ phiếu anh chị đang định tính đầu tư, và buộc là đưa ra những cái chỉ số này nhằm mục đích dùng giúp cho em gì, loại bỏ những doanh nghiệp nào mà không có cái việc mà tăng trưởng về mặt lợi nhuận doanh thu giống như cái file của em đây. Ví dụ như không đạt được cái ROE này, không đạt được cái ROA này mà lại vay nợ như điên, ví dụ như là nợ trên vốn kinh khủng, tốc độ tăng trưởng nợ kinh khủng, hay là ví dụ như là không đạt được, em chỉ xét mới xét 3 năm thôi. Nếu anh chị mà nghiên cứu một cổ phiếu, anh chị sẽ có file riêng, bởi vì cái này em khi đầu tư em có file, một cái file riêng của em xét đến 10 năm lận, xét đến 10 năm thì
các cái vấn đề về liên quan đến lợi nhuận như này. Đây chỉ có 3 năm là 20, 23, 4, 15, 22, 13, 14, 15, 16 thôi. 12, 13, 14, 15, 16. Doanh thu nợ các thứ cũng thế. Nhưng anh chị khi đầu tư, khi bỏ tiền vào một cái cổ phiếu nào đó, dù ít tiền nhiều tiền, cũng phải nên tập cái thói quen nghiên cứu và phân tích thật chi tiết những cái vấn đề liên này. Thì anh chị mới sẽ thấy được những cái thứ mà những cái doanh nghiệp mà nào làm được cái câu chuyện mà nhiều năm làm tốt những chuyện này. Các cái tỷ lệ này em chỉ tính trên 200 2015 so với lại 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 tổng doanh thu so với tổng lợi nhuận. Các cái tỷ lệ này này, lợi nhuận trên vốn này em đang tính cho 25 thôi, nên là anh chị nhìn thấy cái này thôi. Nhưng anh chị nên tính có từng năm một, 24 so như thế nào, 23 so như thế nào, 22 so như thế nào, thì anh chị sẽ so sánh. Sau đó anh chị có thể tính cái tốc độ, cái này là em tính tốc độ tăng trưởng lợi nhuận theo công thức tính dòng tiền thuần, tức là từ năm 2012 đến năm 2016 mỗi năm tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng anh chị có thể tính thêm được cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu theo cái phương pháp đơn giản đó, tức là năm 2013 so 12, 24 so 13. Anh chị so như thế và lấy cái mức trung bình của nó hoặc là lấy cái mức thấp nhất của nó để anh chị sử dụng để tính cái định giá theo cái phương pháp mà tăng tăng trưởng, để tránh cái rủi ro. Sau đó anh chị nhìn thấy cái giá giá này này, giá thị trường này, so sánh với những cái định giá của anh chị cộng với việc kết hợp phân tích kỹ thuật, anh chị sẽ tìm kiếm ra một cái điểm mua tốt. Bởi vì anh chị có một cái căn cứ về giá, căn cứ về giá, có cái tầm nhìn tổng quan về giá, thì anh chị sẽ đưa ra những cái giải pháp tốt. Em không nói rằng là những cổ phiếu em gửi cho các anh chị hồi nãy đây thì có rất nhiều cổ phiếu em lấy là làm ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai, nhưng mà em cũng chưa cập nhật. Nhưng những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu lớn nên là em đưa vào đây để đánh bôi vàng này thôi, chứ đúng ra là không không hai cổ phiếu này không có, hoặc là có những cổ phiếu trong cái danh sách này không có, không có nghĩa là nó không tốt. Anh chị có nhiều thời gian cập nhật và có thể khuyến nghị ngược lại cho em rằng là Thắng ơi, có một cái cổ phiếu này này anh thấy này, đấy những cái thứ chỉ số em nói nó tốt, nó ok. Cảm ơn anh chị vì cái điều đó, bởi vì em không có nhiều thời gian, không có đủ thời gian để cập nhật hết 1.200 cổ phiếu hiện tại trên trên thị trường. Thì anh chị tìm kiếm ra đó, chứng minh cho em, hoặc là có thể nhắn cho em là cổ phiếu này cũng đầu ngành, có lợi thế cạnh tranh cao, có người chủ doanh nghiệp tốt, có là gọi là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu nhiều năm tốt, mà bây giờ chỉ số PE của nó thấp, chỉ số PE này này nó thấp, chỉ số PEG của nó cũng thấp, định giá so với giá thị trường hiện tại rất là thấp. Em có thể xem xét lại rồi anh em kết hợp đầu tư. Cái đó em cảm ơn anh chị cực kỳ nhiều luôn. Bởi vì đó là cơ hội, cho anh chị cơ hội và anh chị cho ngược lại em những cơ hội đó. Bởi vì sức của 1.000 người làm nó hơn rất nhiều nhiều một vài người làm. Chuyện đó anh chị sau này sẽ chia sẻ ngược lại với em. Sau này sẽ tranh luận những chuyện đó. Chúng ta lập nên cái nhóm 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 kín, sau này sẽ làm những chuyện đó. Tức là những nhóm, cái nhóm em đang có ý tưởng ra Tết em sẽ làm á, là sẽ trực tiếp những cái video như thế này, nhưng chỉ một số người xem được thôi, trong nhóm xem được thôi, và phân tích chi tiết hơn từng cổ phiếu một. Ta đi vào một cổ phiếu chi tiết hơn theo 10 năm, rồi phân tích đến phân tích cơ bản, rồi xong hết phân tích cơ bản rồi tìm chắc chắn rằng nó là một cổ phiếu tốt, là không thể là bỏ tiền vào đây là sai được. Giá của nó đang rất là thấp thì lúc đó ta nên gom, âm thầm gom vào, sau đấy phân tích kỹ thuật nữa để tìm một cái điểm mua tốt. Vậy là tiền của chúng ta, em chưa dám đảm bảo về cái việc mà có lợi nhuận, có lợi nhuận nhiều, nhưng cái chuyện mất tiền là chắc chắn không thể có được. Bởi vì anh chị đã làm những chuyện em đang hướng dẫn anh chị đây, đã phân tích, đã đi vào chi tiết, và sau này anh chị còn có thể phải quay sang để nghiên cứu thêm về báo cáo tài chính của từng năm để xem cái lợi nhuận đến từ đâu, lợi nhuận đến từ đâu này, dòng tiền của nó là doanh thu đến từ đâu thật hay giả, hay là chỉ là những cái chiêu trò báo cáo tài chính. Phải nghiên cứu, phải phân tích cái đó thì nó lại đi vào cái cấp độ chuyên sâu, thì anh chị cũng phải nên làm. Bởi vì anh chị chỉ cần ba cổ phiếu trong danh mục thì chỉ ba cổ phiếu thì mỗi người đều hoàn toàn có thể đủ thời gian để nghiên cứu ba cổ phiếu chuyên biệt. Đừng có nghe thiên hạ nó nói cổ phiếu A, cổ phiếu B, sau đấy là mua đại bán bừa, chứ làm như thế không đúng. Bởi vì không có qua cái khâu là gọi là mua một cái, em lấy ví dụ rất nhiều trường hợp là ra ngoài chợ mua cái gì đó có khoảng 10 nghìn 20 nghìn thôi thì trả giá, nhưng bỏ vào đây hàng tỷ đồng hoặc là vài trăm triệu đồng mà không hề trả giá, không hề tính toán, không hề chịu trách nhiệm trước cái enter của mình. Tức là mỗi lần enter không chịu trách nhiệm, không chịu phân tích mà cứ nghe nghe ai nói, rồi sau đấy là thấy giá nó tăng, lòng tham nó trỗi dậy, rồi nó mua bậy bán bừa, thì em không đồng ý với chuyện đó. Nên mất tiền là chuyện đương nhiên. Mất tiền đây không phải canh bạc, không chịu phân tích, không chịu nghiên cứu, rồi cũng không chịu sàng lọc. Bởi vì anh chị và các em và em đang nói đây, không nhất nhất là phải đầu tư một cổ phiếu nào cả. Mình có quyền, cái quyền của nhà đầu tư nhỏ là không có nhiều tiền giống như nhà đầu tư lớn, không giống như là các tổ chức, họ có rất ít cơ hội. Mình có hàng hàng nghìn cơ hội để mình chọn lựa, mình chọn ra một cái cổ phiếu tốt, chọn ra được một cái nơi đáng để cho mình bỏ tiền vào để đầu tư, đáng để cho mình là quản trị rủi ro thay vì gửi ngân hàng. Anh chị cũng mong muốn rằng là kiếm được một cái miếng, tức là cái lợi nhuận
cao hơn mức sinh lợi của ngân hàng, cao hơn một vài lần sinh lợi ngân hàng là tốt, không được thì phải cao hơn ngân hàng và đừng có mất tiền, thì phải làm những chuyện em đang bày cho các anh chị. Em định tính cập nhật hết khoảng 5-70 cổ phiếu, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại là anh chị nên tự cập nhật để làm gì? Mỗi lần cập nhật thì vì có một bạn bạn tình nguyện viên, cộng tác viên với bên nhóm bên em á, bạn đã cập nhật xong thì bạn mới ngớ ra là em mới phát hiện ra là cái cổ phiếu này cổ phiếu kia nó đang ngành nghề của nó là cái gì. Đây này, thông tin cơ bản đây này, ngành nghề nó đang làm cái gì. Em có đọc báo cáo tài chính của cổ phiếu đó em mới phát hiện ra rằng là nó đang làm cái gì, nó đang như thế nào, nó tốt như thế nào, nghe thế nào nó nói tốt mà em không biết. Bây giờ em cập nhật những cái dữ liệu này em mới biết là nó tốt như thế nào, em mới hiểu ra được rằng là kinh tế thực ở xung quanh chúng ta nó đang làm cái gì, cổ phiếu nào, công ty nào đang làm cái chuyện đó. Có làm xong rồi anh chị mới nhận ra chuyện đó. Và làm nhiều thì em không dám nói, nhưng những cổ phiếu đây này ở dưới em còn rất nhiều cổ phiếu em chưa cập nhật. Cái cập nhật này thì dễ thôi, anh chị bỏ ra khoảng một ít thời gian là cập nhật những cái dữ liệu phía sau. Sau đấy cứ theo cái công thức này này, anh chị kéo xuống đây này, ấn vào đây này, kéo xuống là nó sẽ ra. Đây ra, anh chị nào còn chưa hiểu, chưa nói thì em sẽ sau này sẽ có những cái file gọi là cho những người đầu tư nhiều á, đầu tư lớn á, hoặc là những không còn là nhập môn nữa mà đã bắt đầu là trình độ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 á, đi đến trình độ chuyên sâu á, thì em sẽ hướng dẫn anh chị sâu hơn để đi vào nghiên cứu đúng chúng hơn cổ phiếu. Đó là cái mà em mong muốn. Nên là file thì em gửi rồi cho mail với anh chị hồi đầu 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 video em đã gửi rồi. Anh chị thấy em nói mà có ích cho mọi người, cho những anh chị em đầu tư quản trị cái vốn cái tiền của anh chị không bị mất, thì anh chị chia sẻ, like cái bài viết, bình luận cái bài viết cho em một cái cảm cảm nhận là tốt hay xấu, tức là bình luận là cảm ơn hay là làm tốt hay làm xấu, để em còn tiếp tục em làm tiếp, em có thể sau này sẽ lập những cái nhóm để hỗ trợ đắc lực cho các anh chị trong khi mua bán, để nghiên cứu lại cho các anh chị những cổ phiếu các anh chị khuyến nghị ngược lại em, để chúng ta cùng nhau chia sẻ cơ hội hợp tác thành công thôi, không có gì hết. Thì còn thắc mắc gì nữa thì sẽ video sau em sẽ nói tiếp với các anh chị, nhưng video này thì em hướng dẫn cơ bản như thế, ấy nào không hiểu nữa thì sẽ giải thích các anh chị sau. Còn file này thì em gửi anh chị rồi, anh chị tiếp tục cập nhật những cổ phiếu, ví dụ như đây anh chị cứ để vào dưới đây những cổ phiếu nào em đang lấy ví dụ thêm này, anh chị có thể gõ thêm những cổ phiếu này theo cái quy trình của cái file này, gõ những cái đó sao tính toán nó nha, nghiên cứu rồi sau đó nếu như mà thấy những cổ phiếu mà em nói rằng là những cái này không đúng chúng FLC nó mới tốt thì anh chị cũng làm như thế này cho em, KLF nó mới tốt cũng làm như thế này cho em, xem nó có đúng là tốt không, có đúng là doanh thu lợi nhuận nó tăng trưởng ổn định bền vững không, tốc độ tăng trưởng của các cái thứ của nó có đúng với chúng không. Thì nếu đúng với chúng anh chị cứ yên tâm đầu tư, còn nếu mà nó chạy gọi là chật lất thì anh chị đừng có đầu tư mất công. Bên cạnh đó là để ở cấp độ gọi là cấp độ một, cấp độ hai, cấp độ ba thì những cái bài phân tích chuyên sâu hơn á, hoặc là đi vào cái cấp độ chuyên sâu á, cao cấp mà đầu tư cái tiền lớn vào một cái bài một cổ phiếu á, thì sẽ đi đọc báo cáo, anh chị sẽ tranh luận về những cái báo cáo thường niên của nó, xem là doanh thu lợi nhuận nó đến từ đâu đúng hay sai. Đây anh chị vào đây sẽ tải được cái về báo cáo, anh chị phải làm chuyện này. Cái người đầu tư đây là em chỉ các ở góc góc nhìn là phân tích cơ bản thôi, thì người đầu tư như như Warren gọi là Warren Buffett á, anh em cứ hay nói chuyện đó, ông có đầu tư huyền thoại, ngày ngày ông ấy không có đi ngồi nghe tin nghe nghề phím hàng, mà ông ấy ngày ngày đọc báo cáo thường niên, ông đọc và ông nghiền nghiền ngẫm cổ phiếu của ông á, ông nghiền ngẫm Coca-Cola, ông nghiền ngẫm những cổ phiếu ông đầu tư vào, và ông đã đưa ra cái quyết định đầu tư đúng lúc đúng thời điểm, ông kiên nhẫn chờ đợi cái lúc mà các cái chỉ số này, cái chỉ số PE nó thấp, các chỉ số PEG nó thấp, cái lúc mà thị trường này, cái ông Mr. thị trường này, cái cột này này, cột về giá thị trường này, cái cột thị trường này nó vô tình nó trả giá sai, giá của nó rất là thấp so với những cái định giá giảm đơn, và do những cái định giá mà ông Warren nếu có cả một đội ngũ định giá theo rất nhiều các phương pháp luôn, cực kỳ nhiều các phương pháp để đưa ra một cái giá giả định, và ông nhìn thấy trong một khoảng thời gian nào đó cái giá thị trường nó trả giá thấp quá, nó trả giá cái cổ phiếu nó thấp quá, thì ông âm thầm ông gom cổ phiếu vào. Ông thành công, bản chất của cái sự thành công đó là sự kiên nhẫn chờ đợi cái lúc thị trường nó đánh giá thấp và ông mua vào một cái cổ phiếu mà ông đã phân tích kỹ từ nhiều năm trước và đúng thời điểm đó ông mua vào thì ông thành công thôi. Đó là cách phân của người đầu tư cơ bản. Còn với anh chị em mình thì có rất nhiều phương pháp để ứng dụng. Em thì em cũng chỉ đầu tư phân tích kỹ thuật, gọi là lướt sóng trên nền cổ phiếu cơ bản. Em tuyệt đối không bao giờ bị bất kỳ một cái tác động cá nhân bên ngoài nào mà nói rằng là mua con này mua con kia mà không trên nền cơ bản. Nên là cái chuyện rủi ro của em đầu tư đó, nó sẽ thấp. Nó không hứa hẹn một cái lợi nhuận đột biến cao, nhưng rủi ro nó đã thấp. Còn cái chuyện mà sau này lợi nhuận cao nữa thì chúng ta tính tiếp, bởi vì do thuận theo thị trường nữa. Còn nó đầu tư theo kiểu mà lòng tham trỗi dậy á, thấy nó cứ tăng ầm ầm, cứ lao đầu vào, anh chị căn cứ vào cái gì để đầu tư đó, hay là một đó là một cái cuộc đánh bạc,
Em nói cực kỳ thẳng thắn luôn, đó là một cuộc đánh bạc, được thì ăn lớn mà thua thì mất luôn. Thì có những nhiều người đánh bạc, cuộc chơi đánh bạc là ăn thì ăn to 4-5 cái nhà, mất thì ra đề mà ở luôn. Đó là câu chuyện em chia sẻ thẳng và thật về phân tích cơ bản, và những cái file mà anh chị đang 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 đang, đang muốn em gửi là như thế này. Nhưng em không muốn em tự cập nhật, anh chị cập nhật làm theo cái hướng của em. Cái bài phân tích này của em á, cái bài video này của em á, chỉ mục đích cho người mới nhập môn thôi, mấy người mà, bởi vì em nhận được rất nhiều cái nhắn tin của các anh, các chị, các cô, các chú. Có người thì ở bệnh làm ở bệnh viện Việt Đức, có người thì làm ở tập đoàn dầu khí, có người thì làm ở Petro, Việt Show Petro, mới nói rằng là mới giao dịch được khoảng 2 tháng 3 tháng thôi mà lỗ nhiều lắm, không không kiểm soát được cái phần lỗ của mình. Em chưa nói cái lợi lỗ, phần lớn là mọi người nhắn với em là còn chưa có kiến thức tài chính. Thì kiến thức tài chính nhập môn là kiến thức như vậy, kiến thức như em vừa nói, nên test, nên làm lại cái chuyện đó. Nếu mà bài 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 phân tích, bài nói chuyện của em mà nó có ý nghĩa đối với mọi người ấy, thì đừng có quên là like, chia sẻ và để lại cái cảm nhận của mình trên cái video này giúp em, để cái chia sẻ của em đến với cộng đồng, đến với mọi người đang muốn tham gia đầu tư kinh doanh trên thị trường tài chính, muốn đầu tư vào các doanh nghiệp đang làm ăn kinh doanh quanh chúng ta mà không tiện hoặc là chưa đủ khả năng để mở một doanh nghiệp mà chỉ có một phần vốn để mà đầu tư vào doanh nghiệp thôi. Thì cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em. Còn file thì ai còn chưa được nhận cái file này thì nhắn lại cho em, inbox lại cho em, hoặc là tìm cách để liên hệ với em qua cái số điện thoại mà em có thể để ở dưới, tức nói chung là có sẵn ở đấy. Anh chị liên hệ lại, em sẽ gửi cái file này cho anh chị để lấy cái căn cứ để mà làm. Cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian mà nghe lắng nghe em nói ạ. À, em dừng trực tiếp ở ở đây ạ. À.